Sư qua câu hỏi tiếp theo. Con kính sư, sư xin sư cho con hỏi, hiện nay có một số chùa Khmer Nam Tông, con thấy các chư tăng trẻ chỉ mặc một tấm vải có hở vai như cái áo và một tấm vải quấn thần phần thân dưới không đắp ba y nữa ạ. Như vậy còn đúng với Phật giáo Nguyên Thủy không? Xin thưa với quý vị, cái này nè gọi là y vai trái ha, y vai trái. Còn thêm có thêm một cái y nữa là tăng già lê, thì đó là khi mà đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với Phật tử. Còn khi các sư ở trong cốc riêng hoặc là trong khu vực chư tăng riêng thì các sư có thể chỉ đơn giản là mặc một y nội thôi. Vào thời của Phật ấy, là thậm chí là không cần y lót mồ hôi, tại vì thí dụ như mình không đổ mồ hôi, không cần y lót mồ hôi thì vẫn được như thường. Nói theo kiểu của mình là giống như quấn cái xà rong đó rồi ở trần ấy, thì vẫn được. Cho nên là điều quan trọng là quý vị thấy những vị sư đó ở đâu. Nếu các vị đó đang ở trong khuôn viên chùa hoặc là đang ở trong khu vực chư tăng thì ai mượn chui đầu vô, nó cũng giống như mình đi vô trong nhà riêng của người ta rồi mình trách người ta làm sao người ta ăn mặc sao nó hở hang vậy. Tại vì đó không phải là một nơi công cộng nha, không phải là một nơi yêu cầu sự nghiêm túc, đó là ở, giống như ở cái nhà riêng mà. Cho nên là mình phải xem ha. Còn nếu như xin nói nếu nha, đi lên chánh điện tụng kinh, đi tới nhà Phật tử hoặc là tiếp chuyện với cư sĩ mà mặc như vậy thì nó không hợp lẽ. Cũng giống như mình khách tới nhà, mình đón khách thì đương nhiên ở nhà là mình có thể ở trần mặc quần đùi bình thường, nhưng khách tới mà mình vẫn cứ mặc quần đùi ở trần mình tiếp khách thì đó là mình không tôn trọng khách. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.